Kính chào quý vị khán giả đến với phóng sự VOV hôm nay. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình hành động số 16 của Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết này. Chương trình đề ra với 4 mục đích và 8 nhiệm vụ, giải pháp để đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, Thành ủy Hà Nội xác định tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của thủ đô, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại. Phát triển kinh tế thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị của thành phố và ưu tiên phát triển các loại dịch vụ có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics, xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính, ngân hàng hàng đầu ở khu vực phía Bắc và có vai trò quan trọng trong cả nước. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là du lịch văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự thành trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống gia đình, nhà trường và ngoài xã hội. Phấn đấu chỉ số phát triển con người HDI đạt khoảng 0,86 đến 0,88 vào năm 2025 và cao hơn nữa vào năm 2030. Nó đặt cho Hà Nội một cái trách nhiệm, một cái vinh dự rất cao, mà là sự thật chứ không phải là viển vông. Đó là Hà Nội phải đi đầu. Thủ đô mà không đi đầu, thủ mà. Thủ đô mà không đi đầu thì ai đi đầu? Ai đi đầu thay cho Hà Nội bây giờ đây? Thế nhưng mà không phải tất cả mọi cái đều đi đầu như nhau, không phải là dàn hàng ngang. Thủ đô là dứt khoát, là kinh tế cũng phải đi đầu, rồi văn hóa đi đầu, rồi các thứ đi đầu. Không phải, mà người ta nói rất rõ rồi, nó là đầu não chính trị, cho nên chính trị phải rất là tốt. Nó là trung tâm kinh tế lớn. Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị yêu cầu phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội, nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa gìn giữ bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế, xác định văn hóa, con người không chỉ là mục tiêu, động lực mà còn là nguồn lực để phát triển thủ đô. Nghị quyết 15 chính là kim chỉ nam cho sự phát triển của thủ đô trong những năm sắp tới. Khi mà chúng ta lựa chọn văn hóa là cái lĩnh vực đột phá, cái lĩnh vực mà chúng ta phải có trọng tâm, phải nhấn mạnh. Hà Nội đã làm được rất nhiều điều để phát triển văn hóa. Không chỉ là đến thời điểm hiện nay khi chúng ta có nghị quyết 09 của Thành ủy về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, mà từ trước đến giờ thì văn hóa luôn là một cái lĩnh vực mà Hà Nội quan tâm. Câu chuyện xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh chẳng hạn là một cái ví dụ. Chúng ta vừa có một cái giải báo chí hết sức thành công để cho chúng ta thấy rằng ấy là con người Hà Nội chính là kết tinh của con người Việt Nam. Từ nghị quyết đến chương trình hành động của Thành ủy, nhiều địa phương của Hà Nội đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp từ chủ trương đến hành động. Tại phường Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, Đảng ủy phường, Hội Phụ nữ tổ chức hội thảo quán triệt nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, chương trình của quận và Đảng ủy phường về phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện. Đối với nghị quyết 15 thì quận ủy Hoàn Kiếm cũng có chương trình 03 và Đảng ủy phường Hàng Chống cũng có chương trình 05 để thực hiện nghị quyết 15 này. Và chúng tôi cũng đã thực hiện triển khai những nội dung như vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ của Đại hội Đảng 2020-2025. Với tinh thần đó thì tất cả các cả hệ thống chính trị đều đã triển khai rất là nhiều những cái hoạt động. Như ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể tham dự một cái hội nghị tọa đàm để triển khai những cái hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàng Chống đối với việc là chúng ta xây dựng thủ đô Hà Nội cũng như là nét đẹp văn hóa của người Hà Nội cũng như là sự văn minh thanh lịch, những nét đẹp của những người dân khu phố cổ Hà Nội. Để luật, nghị quyết, chỉ thị đi sâu vào đời sống, mới đây Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã quán triệt tới các cấp các ngành của thủ đô tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, đồng thời nhấn mạnh các địa phương cần triển khai các nội dung của Nghị quyết 15 sát với thực tiễn cuộc sống. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến và thể chế hóa Nghị quyết 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,
và sửa đổi luật thủ đô với các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho thủ đô, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của thủ đô, đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói nghị quyết 15 của Bộ Chính trị được coi như kim chỉ nam, ban hành đúng thời điểm và là cơ sở pháp lý quan trọng, định hướng cho Hà Nội sớm phát triển, trở thành thủ đô xứng tầm trong khu vực và trên thế giới. Xứng đáng với danh xưng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, tiêu biểu đất nước và con người Việt Nam. Tới đây chúng tôi xin được khép lại phóng sự VOV. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.